Rồi, ok các bạn, Thọ cập nhật sơ về mày cỏ sang Quy Nhơn. Nay là ngày ngày 24 tháng 2 nha các bạn. 24 tháng 2 tức có nghĩa là khoảng gần 2 tháng trồng cỏ các bạn nhé. Đây, đó, mày cỏ cận cảnh cho các bạn nè. Nên nó rè ghê không? Đấy. Bây giờ là những cái cỏ này nè ha. Nó rè này các bạn. Rè gì? Đó, bây giờ là dùng máy cắt là đẹp luôn đó bạn. Đấy. Còn bây giờ là công nhân trong sân này các bạn. Đấy, công sân thì họ đang nhổ những cái cỏ thừa đi các bạn nhé. Cỏ là mới lên cỏ tạp này. Đây này, dưới đây này các bạn. Đó, cỏ tạp này. Rồi đây này. Đó. Đó, nhổ bớt đi. Cho nó sạch sẽ. Rồi còn công nhân dùng máy cắt cỏ ngắn. Cái cỏ mà cỏ chết bữa trước mình có đề cập một cái video các bạn. Tức là cỏ mà cắt ngang thân qua cái thân đó thì nó sẽ khô và chết đi. Đó. Bây giờ là cắt cái đó cho nó gọn. Rồi để những cái cỏ khác nó để nhánh nó phát triển cho nó đều hơn. Đó, sân này các bạn, sân quá đẹp luôn. Cái mạch cỏ thì ok, tuyệt vời. Không có cái lý do gì mà cái mạch cỏ sân Quy Nhơn nó không đẹp cả. Tại vì sân Quy Nhơn là hệ thống tưới tự động chuẩn của Mỹ. Đấy. Để tưới tự động, cái tưới ngày xưa các bạn, cái tưới mà những cái sân, một số sân cũ như bây giờ là nó vẫn còn dùng cái ống tưới kéo tay. Cho nên sẽ là tưới không có đều. Chỗ thì sẽ dư nước, chỗ thì sẽ thiếu nước. Còn sân Quy Nhơn mình á, là có hệ thống tưới tự động. Cứ cài đúng giờ thì nó sẽ bật lên và lúc nào cái mạch sân nó cũng ẩm ướt, mạch cỏ nó cũng tốt hết các bạn. Đấy. Những cái cỏ tạp này các bạn. Đấy, phải nhổ đi nè. Đấy, cỏ tạp này, nhổ đi nè. Tạp là nhổ đi. Cái vấn đề mà mình chia sẻ ở đây là ở sân các cầu thủ Bình Định các bạn thiếu sân tập, thực sự là thiếu sân tập mà các bạn. Tại vì hồi trước thì cái mặt sân cũ á, thì các đội Bình Định rồi các đội trẻ á, cũng có tập trên sân cũ. Còn cái sân mới này các bạn không thể tập trên sân này. Sân này là cỏ chuẩn các bạn, cỏ chuẩn, cỏ kim đó, rất là chuẩn. Đá xong thì phải phục hồi nó, bảo dưỡng mặt sân tốt để cái mặt cỏ nó luôn luôn đẹp, để cho những cái trận đấu tiếp theo thì cầu thủ đá nó mới ok được các bạn. Đấy. Còn bây giờ sân tập thì như thế nào? Theo mình biết sân tập thì luôn luôn phải có bố trí hai cái sân, một sân cho đội nhà và một sân cho đội khách. Đó các bạn. Ví dụ như đội Bình Định có một cái sân tập thì cái đội nào đó đến Bình Định phải bố trí cho họ một cái sân tập nữa. Đó là phải hai sân tập. Đó. Hiện tại mình đội Bình Định đang mượn sân vận động thị xã An Nhơn tập. Thì theo Thọ biết thì trước sau gì họ cũng phải lấy lại thôi. Tại vì họ là thị xã, họ không có đội bóng và những đại hội thể dục thể thao này kia mình không thể nào mượn mãi mà tập được. Đó, hôm qua thì Thọ có làm một cái clip mà đang làm video cho các bạn xem thì trên trời các bạn có anh chàng phi công anh đang phượt ghê quá, phượt bằng chiếc mic sáng giờ luôn. Hôm qua thì Thọ có làm cho bạn cái sân vận động xã Phước Lộc, sân đó thì cách sân Quy Nhơn khoảng 13 cây số các bạn, khá là gần, đi lên khá là gần. Cái sân đó thì cơ bản thì đầu tư bài bản, còn cái mặt cỏ nếu mà mượn cái sân đó thì phải nâng cấp mặt cỏ lên. Đấy các bạn, nâng cấp mặt cỏ, cỏ thì chúng ta trồng cỏ lá gừng thì khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng là sẽ đá được thôi. Cỏ đó thì trồng cũng tương đối rẻ.
đó. Bữa trước họ nói là trên sân An Nhơn á, một ngày như vậy á, thì phải tốn 300.000 tiền chăm cây mạch cỏ đó các bạn. Đó thì nếu mà sân Phước Lộc á, thì chúng ta mà ở Bình Định đầu tư để mà tập hoặc là thì phải trồng cái mạch cỏ đó rồi và chăm mạch cỏ đó. Hiện đội Bình Định thì đang thiếu sân tập, cũng phải bố trí cho đội khách ra, ví dụ như đội khách ra mấy ngày trước, 3 ngày trước khi trận đấu thì phải có một cái sân nào đó tập cho đội khách nữa. Đó là cái vấn đề mà đội Bình Định cũng tỉnh cũng đang giải quyết cái vấn đề này. Còn cái chuyện trước trận đấu thì họ sẽ đến sân Quy Nhơn làm quen chứ không thể tập ở đây được. Theo thông báo thì trong tuần hôm nay hoặc là tuần sau thì bảng LED điện tử sẽ được bắt lên. Cái phần này thì rất cần thiết các bạn. Nó vừa làm cái sân đẹp hơn và cũng là để cho quảng cáo về tỉnh Bình Định, du lịch tỉnh Bình Định cũng như là các nhà tài trợ quảng cáo trên cái bảng đèn LED này. Đấy các bạn. Một vòng nữa cho các bạn xem sân vận động Quy Nhơn nhé. Thì sắp tới thì trong kế hoạch của Thọ sẽ là đi cập nhật các cái sân vận động ở V-League lần hạng nhất luôn các bạn. Cập nhật tất cả các sân để mình xem thử các sân đó thì người ta đầu tư như thế nào, người ta chăm sóc như thế nào đó. Cho mọi người cùng xem. Có gì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách chia sẻ video và đăng ký video nha. Rồi, ok các bạn. Chúc các bạn có những ngày làm việc ở đây thú vị.